Phân tích cổ phiếu Dabaco đến suy giảm mạnh trong nhịp tới. À, thằng Dabaco là sẽ phải cảnh báo cho anh em này. Dabaco đang có cái mô hình cái bát úp nha anh em nhá, cẩn trọng nhá. Không không đùa được cái mô hình này đâu. Mô hình cái bát úp đây. Này. Anh em nhớ lưu cái mô hình bát úp này vào, nó vòng lên nó bỗng xuống này. Thị trường nó hồi lên rồi đấy, Dabaco chưa hồi. Nên là nguy hiểm, đặc biệt hôm nay là bị bán này, mấy cây vừa rồi là toàn cây hồi mùng 1 tháng 7 là cây hồi ảo, cây hồi cho có thôi. Sau đó gãy này, cái đoạn này Dabaco rất nhiều cái phiên bị bán mạnh nhá, anh em phải lưu ý này. Nó rơi khỏi cái nền tảng của nó rồi. Thằng Dabaco này nói chung là biến động giá cũng hơi ảo. Nên là anh em hạn chế mua khi mà nó rơi vào cái giai đoạn xấu nhá. Nên là cây này giảm mạnh này, sau đó hồi lên này. Cây này giảm mạnh như này. Bây giờ đang nhăm nhe là đâm thủng hỗ trợ. Thì những con như Dabaco như này là anh em mua là rất nguy hiểm nhá. Chưa biết là sẽ đi về đâu đâu, nó chỉ cần một cây thôi là anh em sẽ đi rất xa này. Ví dụ là vùng này này. Nó rơi tận 18% nhá, 18%. Đấy, cẩn trọng nhá, thị trường bây giờ còn chưa xấu ấy.